cái chân này bị phù lâu chưa anh? Lâu rồi đấy. Lâu rồi. Lâu rồi, trước nó phù to thì ta sẽ lấy hai rút lên chỉ còn nằm luôn. Mà bây giờ phù lâu rồi đúng không? Cả hai chân đều phù đây này. Bây giờ mình giải quyết lên cái phù đi chị. Cái này phù mình giải quyết 3 phút là xong rồi. Những trường hợp mà bị phù to lên do tắc van tĩnh mạch ấy, thì chúng ta cũng sẽ kẹp banh vào queo, rồi chúng ta sẽ khóa cái mạch máu ở queo chân và ở bẹn đó bằng cái kỹ thuật như vừa rồi đó, là kéo chân sát vào bẹn. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy tay chúng ta miết theo cái chiều đi của cái máu của cái van tĩnh mạch ấy, ở trên mu bàn chân và ở cái van tĩnh mạch ở ngay cái phía đằng sau chân nữa. Và chúng ta miết lên, chúng ta đẩy ngay nó lục cục không chị? Ngay lục cục hả? Đó, những cái điểm tắc đó, thì những cái điểm tắc đó chúng ta sẽ miết cho nó qua để đả thông cái bế tắc. Thế à? Đó, tắc đó. Rồi sau khi mình miết đi xong, bây giờ mình cho duỗi chân đi. Mình cho duỗi chân đi, duỗi chân và mình cũng vuốt. Duỗi chân và mình vuốt, vuốt qua. Nó cũng vuốt qua những cái chỗ vừa rồi á, vừa miết á, ở ngay từ mu bàn chân á. Miết luôn cả mấy cái van tĩnh mạch, đúng rồi, cái tĩnh mạch ở phe ngón 4-5 rồi trên mu bàn chân, rồi tĩnh mạch ở ngay cái chỗ đằng hai bên đằng sau gót chân nữa. Chỗ cạnh góc axin nữa, mình miết lên. Rồi mình vuốt lên, vuốt cao lên. Tự làm được không? Cái kỹ thuật chữa phù này mình tự làm được. Phù do tắc van tĩnh mạch, mình chỉ mất khoảng 2 cho đến 3 phút một lần làm thôi. Là giải quyết. Rồi bây giờ mình lại gập chân vào. Mình lại kẹp banh vào queo chân. Kẹp banh vào queo chân và khóa lại. Khóa cái queo chân, khóa cái mạch máu ở bẹn. Rồi kéo sát chân, lần này kéo sát nữa, đổ cái đầu gối ra ngoài. Đúng rồi. Và mình lại cũng mở. Người bệnh có thể tự tay vuốt cũng được nữa. Không cần đâu. Chỉ cần ở dưới thôi. Chỉ cần ở dưới đó, cái chân đang nghe thấy đã thấy xẹp hơn rồi đó. Làm có một lần đã xẹp hơn, giờ mình sẽ làm tới làm lui 3 cho đến 5 lần. Rồi mình chuyển sang cái chân phù bên cạnh. Ai muốn làm thì có thể làm thêm đi chơi, ngồi bên cạnh làm chân phù bên cạnh ấy. Thế, thấy không? Thấy Thần Y chưa? Thần Y rất là mát tay, vừa mới kéo có một lần là đã thấy, là đã nhìn đã thấy mạch máu rồi. Đã thấy máu rút bớt phù rồi đó. Học rất lâu rồi, vừa kết thúc cách đây 2 hôm. Học cách đây có học có 5 buổi à. Đấy, mà tay nghề thế đó. Hay không? Đó, duỗi ra. Mình đẩy thông qua. Vậy đó, đơn giản vậy đó. Mà thấy đó, nó xẹp luôn rồi đó. Bác tự làm đi. Để thẳng cho bác đừng có xẹp. Đó, rồi. Rồi, tự làm đi, tự vuốt đi. Đó, tự vuốt cái chỗ gót chân, đúng rồi, tự vuốt lên. Tự vuốt lên để đả thông mấy cái tắc của cái van tĩnh mạch. Đó, về nhà cứ vuốt như vậy đó. Đẩy từ dưới này lên, thôi mới đó. Xong bác có nghe nhẹ hơn không? Nghe nhẹ ha, rút cái chân ra. Bây giờ mọi người nhìn cái chân này. Đó, cái chân mọi người thấy đây này. Bớt sưng rồi đúng chưa? Đã thấy cái mạch máu rồi. Đây này. Chân bên kia, chân bên này khác hẳn rồi. Mặt rồi. Ok chưa? Bây giờ về nhà bác cứ làm thường xuyên như vậy nha. Thì sẽ giải quyết được cái chứng phù mà không cần phải uống thuốc, không phải làm gì hết á. Chỉ làm như vậy thôi, đả thông mấy cái tắc van tĩnh mạch là xong rồi, thành công rồi. Đấy, chân xẹp rồi đấy. Xẹp luôn rồi đó. Về ông làm cho bà cũng bị phù luôn. Bố sao rồi? Thấy xẹp hơn lúc nãy. Em là sao? Con không? À, con trai. À, thấy xẹp hẳn ha. À. Về làm y chang như vậy em. Kỹ thuật rất là đơn giản, không cần dùng thuốc. Xẹp thôi chị. Nãy da nó bóng lưỡng lên, giờ nó hết rồi đó, nó xẹp. À, thế rồi ha. Lúc nãy bóng lưỡng lên mà bây giờ thấy cái da này xẹp luôn đấy này. Không phải, thấy xẹp nhiều rồi. Xẹp nhiều ha? Xẹp nhiều. Xẹp nhiều ha? Thích quá hả? Xẹp nhiều. Xẹp nhiều rồi. Mà nghe cái chân nhẹ không? Khỏe hơn nhiều. Khỏe hơn nhiều rồi. Coi như nó mới giảm đi hết sáu bảy đó mà giảm liền, mà làm có tí à. Cái này bác về làm có 2-3 phút à, ngày nào bác cũng làm như vậy nhé. Hay lắm, cái phù này hay lắm. Ok. Viện nghiên cứu
và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.